Rồi, ok anh em mình ha. Thì hôm trước giờ em luôn quay cá ở trong cái đèn chuyên dụng cho huyết long cho anh em mình xem. Thì cũng có nhiều anh em nói, ờ em ơi sao không quay đèn trắng đi. Thì thật sự là mấy cái hồ này nó đèn là được lắp ở bên trong rồi, đã rút dây rồi lại hết rồi, cho nên là mỗi lần mà muốn đổi đèn nó rất là khó. Thì sẵn hôm nay em có mấy cái hồ, mấy con bói nè, đó đèn trắng, thì em sẽ quay cho anh em mình huyết long khi mà để trong đèn trắng thì nó như thế nào, và review cho anh em mình xem cái bầy này em tách ra và quay đèn thực tế, đèn hồ trắng, đèn trắng cho anh em mình xem luôn ha. Cá rất là xịn nha. Này á là đa số là đầu muỗng, đuôi to càng dài hết, mà lúa lanh quanh là chín củ 10 củ anh em ha, lanh quanh 9 10 củ thôi. Rồi bây giờ em sẽ quay cho anh em mình xem từng con một nha anh em. Đó thì đây, đó trong clip này em sẽ quay có tầm 8 con thôi, tại vì mấy cái hồ này á là không có nhiều ha anh em ha. Hồ trắng không có trống nhiều, tại vì để bối để này kia rất là nhiều. Đó thì đây là ô số 1 nha mọi người nha. Ô số 1 này là 9.9 nha, con này là 24 cm. Đó, đuôi kèn thì rất là đẹp luôn, đầu mũ nha, đuôi to. Đó, cho nó làm mấy con dế cho anh em mình xem. Một con thì em sẽ quay cho anh em mình sẵn tầm một clip một phút đi, một con á, quay một đoạn clip khoảng một phút cho mỗi con cho anh em mình xem cho nó dễ ha. Đó thì đây là ô số 1 nha mọi người nha. Đây ăn xong rồi nè mọi người, chúng ta nhìn dàn đuôi nè, đuôi cực kỳ đẹp luôn ha anh em ha. Đó đầu muỗng nha, mắt mau là chuẩn chỉ hết nè. Đó clip quay đèn trắng cho anh em mình xem cho nó thực tế ha. Đó anh em mình thấy chất lượng cá như thế nào. Đó đuôi kèn cực kỳ đẹp nha anh em, mắt mau chuẩn chỉ. Con này là 9.9, ô số 1 ha, đuôi to và đuôi dài rất là đẹp luôn. Rồi ở đây là ô số 2, cũng là 24 cm luôn. Đó anh em thấy cái dàn đuôi của nó không, rất là đẹp, dàn đuôi cực kỳ đẹp luôn, đầu mũi nha, mắt mo là chuẩn chỉ hết luôn. Đó con này là 9.5 thôi anh em ơi. Đó anh thấy cái dàn đuôi của nó, cái đuôi của nó do không có giống như con cá bình thường anh em ha. Đó rất là đẹp nha, đây là fully red nha anh em ha. Đó mắt mo râu ria này nó là chuẩn chỉ hết, mà cái dàn đuôi rất là đẹp. Đó đuôi đẹp chưa. Đó, đây là ô số 2 nha anh em, 9.5 ha. Múa cực kỳ đẹp, con nào con nấy căng đét luôn anh em ha. Đó mấy em nó đang bơi tại châu Văn Liêm số 38 anh em ha. Đó bên em có giao lưu và có nâng cấp, có góp cho anh em mình luôn. Đó anh em thấy không, ô số 2 9.5 nha. Rồi bên đây là ô số 3, tiếp tục là một bé đuôi to càng rất dài luôn, đầu muỗng luôn, cũng là 24 cm. Đó anh em thấy cái dàn đuôi của nó không. Đó cá thì rất là lanh, sung cực kỳ sung, đầu muỗng rất là nhiều, mỏ vỡn anh em thấy không. Đó 9.9, ô số 3, 9.9 là ô số 3 mọi người nha. Đây ô số 3 9.9, cá rất sung, ngoắt tay cái là chạy liền, và đặc biệt cái đuôi của nó nè anh em thấy không. Đó đuôi đẹp chưa, đuôi quá là đẹp luôn. Đó nè, râu ria càng kiết nó các thứ là hoàn hảo nha. Ô số 3 9.9. Rồi bên đây là ô số 4 nha mọi người nha. Đó mọi người thấy cái đuôi không, đuôi lửa rất là đẹp luôn, đuôi dài đuôi lửa. Ô này là ô số 4, ô số 4 mỏ vẫn càng dài, đuôi to, đuôi rất to, 10.9, ô số 4 nha. Đó quay clip vậy anh em thấy đủ sáng, anh em đủ thấy nhìn chất lượng con cá chưa. Fully red thì anh em bao cho anh em mình chơi nha, mọi địa hình đó, phong nào cũng được hết, chỉ cần có đèn là cá lên màu rất đẹp thôi. Anh em thấy cái dàn đuôi của nó nè, dàn đuôi quá là phê chưa. Đây là ô số 4 nha mọi người nha. Pháp, trời ơi nó ăn kìa, ăn dữ thiệt chứ. Rồi ô số 4 10.9. Ở bên đây là ô số 5, ô số 5 này con này đuôi rất là khủng nha. Ô số 5 con này là 10.5, ô số 5 10.5, con này 25 cm, đó bự hơn mấy con kia một chút ha, và rất là đuôi rất là to, càng dài, đầu muỗng. Đó ăn thì thôi ngon lành, đó làm gọn gàng anh em ha. Ô số 5 10.5 nha mọi người nha. Đó ô số 5 10.5 nè, mắt môi này ngon lành anh em thấy không, đuôi căng xòe căng đét luôn, làm thêm con dế nữa anh em ơi. Rồi đây là ô số 5 10.5 đó, anh em thấy không, một con em quay tầm một phút cho anh em mình dễ xem nha, quá là đã luôn. Con số 5 thì con này nó lớn hơn mấy con kia một chút xíu, à còn mấy con kia thì khoảng 24 cm, con nhỏ nhất trong clip này là khoảng 23 cm anh em ha.
Tiếp theo đây là ô số 4 mọi người ha. Ô số 4 đầu muỗng 23 24 xăng, đuôi cực kỳ to, con này 9.9 nha mọi người nha. 9.9. Mã clip là 1612 ha mọi người ha. Chuẩn chỉ mắt môi đuôi càng nè, đuôi cực kỳ to nha, đuôi giữa rất là to luôn mọi người. Đó. Đuôi giữa cực kỳ to. Em này 9.9 nha, con này ô số 6 nha mọi người nha. Đó, ô số 6 9.9, rất là đẹp. Càng quá dài và đuôi cực kỳ to luôn. Đó, đuôi giữa rất là to ha. Đó. Đầu muỗng anh em ha. Đó, ô số 6 nha mọi người nha. Đuôi rất to. Rồi, bên đây là ô số 7 nha mọi người nha. Ô số 7 này là 10.5. 10.5, rất là đẹp, đuôi càng. Dàn đuôi quá bự luôn. À, càng rất là thước tha ha. Ô số 7 10.5. 10.5 cho bé này 24 xăng. Rất là đẹp nha mọi người nha. Ô số 7 ha. Rồi tiếp theo là ô số 8, là con cuối cùng trong clip này. Em chỉ quay 8 con thôi, giờ không có hồ, nhưng mà cái cá này thì còn rất là nhiều. Đó, anh em nào thích thì anh em cứ đến chúng ta xem. Đó, mình xem ha. Đó, bên em sẽ rất là nhiều cá đang đợi ở đây. Toàn là cá tuyển nha mọi người nha, tại sắp Tết rồi, lựa cá tuyển cá vip để chia sẻ cho anh em mình chúng ta chơi ha. Đó, ô số 8 này mọi người nhìn dàn đuôi nè, trời ơi cái dàn đuôi tới công chuyện luôn. Đó, quá đã luôn. 9.9 ô số 8 nha mọi người nha. Đó, dàn đuôi dàn càng là hết bài luôn. 9.9 nha ô số 8. Đó, quá đã, bao anh em chơi mộ phong nền nha. Chỉ cần có đèn là cá lên màu vip thôi. Đó, 9.9 là con cá đuôi càng cỡ này mà. Quá đã chưa. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Anh em nào muốn làm clip về cái chủ đề gì hay là muốn quay clip cá gì, comment bình luận bên dưới, em sẽ làm clip cho mọi người ta xem ha. Đủ rất đủ loại cá đang bơi đại đồng Việt Nam. Đó, cho mọi liền số 38. Ok anh em mình ha. Bye bye, chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người chúng ta trong clip tiếp theo. Bye bye.